Và nếu như gia đình nào mình đang tìm một căn nhà có diện tích rộng rãi, có khoảng sân vườn để mình có thể sinh hoạt được thoải mái thì đây chính là căn nhà của gia đình mình. Phê xin mến chào quý cô chú và các anh chị, mình đang xem chương trình Nhà đẹp ven Sài Gòn. Phê thì sẽ chuyên giới thiệu cho mình những căn nhà ở khu vực Long An gần với bãi Bình Chánh, chợ Bình Chánh ha. Thì những căn nhà này thì sẽ nằm trên kênh là Nhà đẹp ven Sài Gòn. Còn có một số nhà ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì em Phê sẽ tách ra là nhà Phê bán nhà quận Bình Tân để cho mình dễ theo dõi, mình lựa chọn cái vị trí dễ dàng để mình khỏi mất thời gian lựa ra ha. Và ngày hôm nay thì hiện tại em đang có mặt trên một cái tuyến đường nhựa mà thông thoáng luôn, rất là khu dân cư rất là đông, cũng như là ở đây cảm giác rất là yên bình cũng như không khí trong lành luôn. Nếu quý cô chú và các anh chị nào muốn về Dùng Giang để mình nghỉ dưỡng, để mình có cuộc sống yên bình thì đây chính là một lựa chọn tuyệt vời luôn. Và căn nhà ngày hôm nay thì sẽ nằm trên cái tuyến đường thông giữa hai bên, thì một bên đây mình sẽ về đường 835B và chợ Long Thượng ha, về ngay chợ Long Thượng luôn khoảng 2 cây số, và bên đây thì mình sẽ đi ra chợ Cầu Tràm, khu công nghiệp Cầu Tràm nè, chợ Trung Thành là cũng 2 cây số luôn. Từ đây thì mình đi chợ Bình Chánh là khoảng là 15 phút và đi trung tâm Sài Gòn chỉ 45 phút thôi, rất là thuận tiện, một cái khoảng cách rất là lý tưởng cho một cái căn nhà ở vùng ven luôn. Tất cả các vùng ven của thành phố thì đây là khu vực gần nhất để mình vào trung tâm Sài Gòn khi mà có công có việc luôn ha. Và căn nhà ngày hôm nay có diện tích rất là lớn và rất là nhiều khoảng sân vườn để cho mình có thể sinh hoạt luôn. Và như quý cô chú và các anh chị mình thấy trên màn hình là em ở đây em có 5 căn ha, rất là đẹp luôn, xây rất là hiện đại, nhà mới 100%, cũng như là ở đây là mình có một trệt một lầu hay xây theo kiểu mái Thái, và nhà của mình là có hướng chánh đông luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà ha. Hiện tại là ở đây là mình có một cái chiếc trước nhà mình có một cái con kênh ha. Thì con kênh này đặc biệt là cái khúc rất là sạch luôn và không có mùi hôi ha. Và ở đây là cái cầu dẫn qua nhà mình thì hiện tại là đường ba gác, nhưng mà bên em đang làm cho mình cái hệ thống cầu mở rộng ra để mình có thể đi xe hơi luôn. Tại vì nhà mình rất là rộng, mình có thể để xe hơi, nhà mình có rất là nhiều sân ha, có thể để xe hơi thoải mái, cho nên là em làm rộng ra để mình sau này mình có thể đi xe hơi vào trong nhà luôn. Và bây giờ thì mình sẽ vào tham quan căn nhà ngày hôm nay và đi qua chiếc cầu bắc qua kênh rất là thơ mộng, rất là đẹp luôn. Và mình sẽ đến được cái khoảng sân trước khi vào nhà luôn ha. Nhà mình có rất là nhiều không gian ở bên ngoài nhà, rất là thoáng luôn. Quý cô chú và các anh chị mình lớn tuổi mình về đây mình nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời luôn ha. Cái khoảng sân ở phía trước là khoảng là 5m khi trước khi mình vào cổng luôn. Cổng ở đây thì được 5 căn mình xây đồng bộ với nhau, toàn bộ là giống nhau luôn. Bên em đã bán một căn bìa ở bên này rồi ha. Nếu quý cô chú và các anh chị mình thích một căn bìa nữa thì còn căn bìa bên kia, cho nên mình tranh thủ nha. Và cái căn này thì đã hoàn thiện xong rồi, cho nên em quay cho mình tất cả những cái chi tiết thiết kế thì đều giống nhau hết, công năng sử dụng giống nhau luôn, mình chỉ lựa vị trí thôi. Và căn nhà này thì trên 2 tỷ một chút xíu ha. Chút xíu em sẽ bật mấy giá cụ thể cho mình luôn. Và ở đây thì có cái máy cổng cho mình nè. Ở đây thì có đèn cổng ở ngoài. Và ở đây có cánh cổng thì có 4 cánh. Theo kiểu là hiện đại bây giờ luôn, rất là dễ sử dụng ha, rất là êm ái luôn. Quay 360 độ. Và phía trong đây đặc biệt là ở phía trước nhà mình có một cái khoảng sân vào sâu bên trong là khoảng là 8 mét ha. Rất là rộng luôn, mình để được xe 7 chỗ thoải mái. Ở ngoài này thì có chừa cho mình cái không gian để mình trồng hoa nè, trồng cây kiểng và có đèn trang trí cho mình luôn. Ban đêm rất là lung linh và rất là đẹp luôn. Ở ngoài này nè, đó mình có không gian đầy đủ hết. Và bước qua cái khoảng không gian ở ngoài thì mình sẽ đến được cái không gian phòng khách. Thì không gian phòng khách này thì đi vào sâu bên trong là 5 mét. Và ở đây thì được lót gạch bóng kính cho mình. Diện tích ở đây là khoảng là 20 m². Hai bên tường ở bên đây thì ốp PVC cho mình rất là sạch luôn. Phòng khách là nơi mà gia đình mình quay quần ở đây ha. Mình có thể để TV bên này và để bộ ghế sofa cũng như là tủ kệ bên này bên em có lắp cho mình ở đây. Tủ kệ thì bên đây mình có thể tận dụng dưới cầu thang ha, tận dụng toàn bộ không gian nhà mình luôn. Mình có thể để thêm tủ kệ ngoài đây để trưng bày thêm. Và trên trần thì là trần thạch cao, giật cấp và có đèn LED chạy xung quanh nè. Và có cây đèn pha lê ở giữa, rất là đẹp luôn. Phòng khách mình cực kỳ lung linh luôn ha. Đây là đường cầu thang lên lầu thì được ốp sát tường bên đây, cho nên không gian mình cũng khá là thoáng, chừa cái khoảng không gian đường đi thoải mái ha. Đối diện đường cầu thang thì trang bị cho mình một bức tranh tài lộc thuận bờm xuôi gió. Nó toàn bộ tường thì có những cái đường chỉ nổi mạ vàng luôn ha, để mình có thể có những cái chi tiết trang trí nhà mình thêm sinh động hơn. Nó dọc theo đường cầu thang ở đây thì em làm toàn bộ cho mình những cái kệ này để mình có được nhiều không gian mình sử dụng hơn, rất là đẹp luôn ha. Rất là nhiều tủ kệ cho mình và có những cái đèn chạy này luôn. Ban đêm rất là lung linh luôn. Nhà mình rất là đẹp. Và ở đây thì hệ thống bếp thì rất là nhiều tủ. Rất là nhiều tủ, tủ trên dưới đầy đủ cho mình hết với một cái gam màu rất là nhã nhặn thanh lịch luôn. Ở bên đây thì bên này cũng trang trí đèn cho mình luôn ha, đầy đủ hết.
Đó, tủ chỗ nào mà có thể trang trí được bên em tận dụng trang trí cho mình hết để đảm bảo nhà mình được xinh đẹp nhất luôn. Đó, đây là đá hoa cương ha. Đây không gian rửa chén như là không gian ốp chén ở trên này. Phía đối diện thì mình có được cái mảng gỗ ở đây, nhìn rất là trầm ấm ha, không gian rất là ấm áp, cũng như là có những cái mảng kiến ở đây để tăng thêm cái không gian mình nhìn nó thoáng hơn, nó rộng hơn. Và phía sau đây thì mình sẽ có không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh thì được làm cũng rất là chu đáo luôn, có cái kệ để mình để đồ ở đây và cái hệ thống vòi sen ha, bồn cầu nguyên khói cho mình, như là kiến nè, cảm ứng cho mình và cũng như là lavabo đầy đủ hết. Và rất là đặc biệt luôn, căn nhà này thì có cái khoảng sân vườn ở đây. Thì ở phía sau đây có một cái khoảng sân vườn dài vô khoảng là 8 mét luôn. Mình có thể làm cái khu vườn đây ha, mình trồng thêm hoa ở đây rất là nhiều hoa, cũng như mình trang trí thêm cái hệ sinh thái ở bên này. Mình có thể để một cái bàn đá ở đây ha. Và hoặc là mình có thể tận dụng cái không gian ở ngoài đây, mình còn một căn phòng nữa. Nếu mình không làm cái phòng ngủ thì mình có thể làm cái bàn trà ở bên này, mình làm công viên bên này để mình ngồi bàn trà mình ngắm ra công viên á, rất là đẹp luôn. Một căn nhà rất là nhiều không gian để mình có thể tận hưởng cuộc sống. Và cái căn phòng này nếu mình không có nhu cầu giải trí thì mình có thể làm phòng ngủ cho quý cô chú và các anh chị mình lớn tuổi, mình làm biếng lên lầu á, mình không có tiện lên lầu thì mình có thể tận dụng cái không gian này mình làm phòng ngủ luôn. Và toàn bộ cái tầng trệt mình nó tham quan xong rồi, gồm có phòng ngủ ở sau cùng nè, có không gian sân vườn ở đây và khoảng là diện tích khoảng là 30 mét vuông luôn, và có nhà vệ sinh nè ha, có không gian bếp rộng rãi luôn, có toàn bộ tủ kệ tặng cho mình cũng như là không gian phòng khách. Và toàn bộ bên tường ở cái tầng trệt đều trang trí cho mình rất là chu đáo luôn, rất là xinh đẹp. Và căn nhà ngày hôm nay em xin báo giá cụ thể cho mình luôn là 2 tỷ 450 triệu, mình thương lượng chính chủ ha, và còn bất lọc cho mình, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm về vấn đề giá, mình chỉ cần xuống mình lựa nhà thôi. Và phê thì sẽ trực tiếp dẫn mình đi xem nhà cũng như là báo cho mình là nhà thực tế nè, đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Ở đây thì mình đi ra chợ Long Thượng cũng như là khu công nghiệp Cầu Tràm thì đúng là 2 cây số, và ở đây thì mình đi trung tâm Sài Gòn là 45 phút ha, cách chợ Bình Chánh là 10 phút đi xe máy luôn. Và bây giờ thì nếu quý cô chú và các anh chị nào mình yêu thích căn nhà này thì mình xem tiếp những chi tiết ở trên lầu, cũng như là ai mà không nằm trong ngoài trong tầm chính của mình thì mình có thể tham khảo thêm một căn nhà có giá là 2 tỷ 450 triệu thì sẽ có những cái chi tiết như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu nha. Thì vừa bước lên cầu thang lên lầu thì ở bên này mình có một cái không gian trống để mình có thể làm cái không gian thờ phượng ông bà tổ tiên, hoặc là cái không gian này rất là thoáng luôn, mình có thể làm theo cái nhu cầu riêng của gia đình mình. Thì mỗi cái tầng thì mình sẽ có một cái thiết kế riêng, mỗi nhà thiết kế riêng ha. Thì cái không gian này mình cũng vẫn là chạy chỉ cho mình, nhà mình nhìn rất là sang trọng cũng như là hiện đại luôn. Ở phía sau cái không gian này thì mình sẽ có không gian phòng ngủ. Thì cái không gian phòng ngủ này thì đặc biệt là nhà mình toàn bộ rất là thoáng luôn ha, có cửa sổ bên này. Và không gian này có diện tích khoảng là 12 mét vuông. Ở trên trần thì cũng là trần thạch cao và cấp ha, có đèn led chạy xung quanh luôn. Mình có thể làm cái đèn ngủ. Và ở đây có dây điện chờ để mình có thể gắn quạt nè, gắn máy lạnh. Toàn bộ nhà mình là cửa nhôm xin pha kính mờ ha. Và bây giờ mình sẽ ra cái không gian cuối cùng của nhà mình, không gian phòng ngủ thứ tư. Thì cái không gian trước khi ra không gian đó thì mình có nhà vệ sinh ở đây, cũng tương tự như nhà vệ sinh ở bên dưới, cũng được trang bị cho mình đầy đủ cái thiết bị cao cấp hết, cũng như là gạch ốp hết trên tường luôn, rất là sạch và rất là sang trọng luôn. Và ở phía ngoài này thì mình có không gian phòng ngủ có diện tích khoảng là 16 mét vuông, rất là rộng. Và đặc biệt là cái nền ở trên lầu của mình ha, được làm những cái vân giả gỗ, đi rất là êm chân luôn, nhìn rất là ấm áp luôn ha, rất là dễ chịu, thân thuộc. Và ở đây thì mình ra phần ban công, không gian cuối cùng. Không gian cuối cùng là không gian ban công, mình có thể ngắm được toàn bộ cái khu vực ở đây, là dân cư hiện hữu đông đúc cho mình. Ở đây là hộ cư 100% ha, sổ hồng riêng. Nhà có diện tích là ngang 4, dài 30, một trệt một lầu, tổng cộng là có 4 phòng luôn. Có 3 phòng ngủ ha và một phòng thờ, không gian trống, cũng như là tầng trệt thì có hai cái khoảng sân rất là rộng. Mình có thể một khoảng sân để xe hơi, một khoảng sân làm sân vườn. Và ở trước nhà mình còn có một cái khoảng sân ở ngoài để mình có thể để xe hơi của khách tới nhà luôn. Rất là tiện, nhà của mình là mặt tiền đường nhựa 4 m và nằm ở Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An. Ở đây thì mình đi khu công nghiệp Cầu Tràm thì là 2 cây số ha, đi bên đây thì mình sẽ ra là chợ Long Thượng 2 cây số luôn, và đi chợ Bình Chánh chỉ có khoảng 10 đến 15 phút thôi, và đi trung tâm Sài Gòn là 45 phút. Và căn nhà hôm nay có giá là 2 tỷ 450 triệu. Cả nhà mình liên hệ liền để mình có thể lựa chọn được cái vị trí mà mình yêu thích ha. Ở đây thì 5 căn bán 1 căn rồi, cho nên cả nhà mình tranh thủ nha. Đến đây thì chúc cả nhà mình sớm tìm được một căn nhà như ý để mình có thể an cư lạc nghiệp, để mình có thể có một căn nhà là quê hương thứ hai của mình luôn.